Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì bạn chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án Lino Exchange. Để tham gia dự án này mọi người vào link dưới phần mô tả cho mình. Mọi người, bắt đầu với mình nhé. Rồi bây giờ mọi người sẽ làm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ join vào kênh group Telegram này. Bấm tham gia cho mình. Sau đó quay trở lại, bấm vào follow Twitter, like và retweet, là gắn thẻ 3 người bạn cho mình, bấm vào đây. Bấm theo dõi cho mình này. Sau kéo xuống dưới này. Bấm vào thích này, sau like và retweet này. Trích dẫn tweet gắn thẻ 3 người bạn cho mình. Bấm tweet lại. Ok. Bây giờ mình quay trở lại bot này. Enter. Đây coi xem. Bây giờ mọi người sẽ bấm vào register cho mình. Rồi, nhập mã captcha cho mình. Ok. Like retweet rồi đúng không ạ? View tweet profiling. Ở đây mọi người sẽ copy profiling kênh Twitter của mọi người nhé. Sau đây sao chép dán vào đây cho mình. Rồi. Tiếp theo là mọi người sẽ copy cái link. Link lúc nãy mọi người retweet đấy. Retweet lại đấy. Mình quay trở lại này. Vào Twitter cho mình. Sau đó vào phần 3 gạch và phần hồ sơ. Tiếp theo bấm vào kéo xuống dưới. Mọi người copy cái link này cho mình nhé. Đây. Link retweet đây. Sao chất liên kết. Ok. Quay trở lại bên này. Gửi link vào đây cho mình. Rồi. Ở đây địa chỉ ví, mọi người sử dụng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở trên Tupperlet hoặc Metamart. Bấm sao chép địa chỉ ví này. Ok. Sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây. Mọi đợi một lát để cho bot phản hồi. Rồi. Ok, đây là một kèo random mọi người nhé. Một kèo random. Đăng ký xong thì mọi người sẽ nhận được là cái token này luôn. Mọi người sẽ nhận được từ 5 token Dino này cho đến 10 token Dino này. Và mình xin lưu ý đây là một kèo không vét. Mọi người làm xong mọi người nhận được token này luôn. Nhưng mà đến ngày mùng 8 tháng 8 thì mọi người sẽ vào cái link này mọi người để claim cho mình cái token này nhá. Đây, vào cái link này mọi người claim cho mình này. Thì mình sẽ để link phần mô tả cho mọi người luôn. Mọi người xin lưu ý nhá, đến mùng 8 tháng 8 khi nào mà đến ngày đấy mình claim thì mình sẽ hướng dẫn mọi người. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án nhận được 5 đến 10 token Dino này nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Một kèo không vét nhé.